Slave labor. All for you. Chào mọi người, thì Xin chào tối mọi ngày hôm người. nay, hai vợ chồng mình sẽ ăn món bún hến và cơm hến mọi người ơi. Thì hến này á, mình mua ở ngoài chợ về này. Thì nó ở trong cái bịch đó mọi người. Mình mua hai bịch là khoảng tầm 800 gram. Bây giờ á, chồng mình á, sẽ phụ mình là lột cái vỏ ra để mình lấy cái con phía trong á. Lúc nãy á, mình đã luộc sơ qua rồi để mình lấy cái nước đó mọi người. Và một số con đó, nó không có hả mồm ra tại vì do là đông lạnh á, cho nên là mình buộc phải tự lấy tay mình cạy ra đó, thì chồng mình phụ mình này mọi người. Get it done. Get it done. There's a will, there's a way. Trời ơi, anh khoái công việc này lắm. Giờ không biết là khi nào cho có anh đây. Lâu quá trời lâu luôn. Được từng này rồi. A lot of work, very little Đây reward. Là hến mà mình đã lấy ra được này. Chỉ có xíu à. Giờ sẽ xào lên, cho hành vô xong rồi đảo đều hành cho nó vàng thơm, không cho hến vào, đảo đều. Bao nhiêu công sức của chồng mình nãy giờ ngồi cậy ra. Mình sẽ cho một ít hạt nêm. Mình xào cho đến khi nào mà cái thịt hến nó xanh lại là được. Rồi đây mọi người ơi, ở bên này là tô cơm hến này mọi người. Ở bên này là tô bún hến. Ở đây là các cái gia vị. Đây là đậu phộng này. Đậu phộng này thì mình chiên với lại là dầu. Đó, nó bóng bẩy như vậy nè mọi người. Đúng kiểu Huế luôn ha. Ở đây là mắm ruốc. Mắm ruốc này mình đã pha rất là khéo rồi. Khéo vừa miệng với hai vợ chồng mình luôn. Đó là có cho tỏi, gọi là tỏi phi vàng này. Một ít đường, nước, bột ngọt và một ít chanh nữa. Bên này là dĩa rau sống này, hoa chuối, rồi cái này là dọc mùng. Bên này là rau húng lụi và rau mùi. Còn bên này là sa tế này mọi người. Cái nước lúc nãy mình luộc á, mình cho ra đây. Và cái vàng vàng trên này á, là gừng mình đập vô để ăn cho khỏi lạnh bụng á mọi người. Và bên này á, thay vì mình cho xoài xanh thì mình cho táo xanh mọi người ơi. Táo xanh của Mỹ á, trời nó chua chua ngon ngon, giòn giòn ngon lắm. Giờ thì mình sẽ cho các gia vị vô trong cái tô này và mình trộn lên mình ăn nha mọi người. Stinky sauce also. Suýt nữa thì mình quên. Có thêm da heo nữa. Ha. Là đúng bài luôn, chuẩn Huế luôn ha. Rồi mời mọi người cùng ăn với hai vợ chồng mình nha. Trộn đều lên cho các gia vị vô. Không biết có ngon hay không nữa tại vì đây là lần đầu tiên mình làm bún bún Huế cơm Huế ở quê bún hến với lại cơm hến. Hy vọng là cũng tầm khoảng 6-7 điểm. Xin chào mọi người. Hôm nay vợ anh nấu bún hến. Hến? Cơm hến. Cơm hến. Xin mời mọi người. Xin mời mọi người. Xin mời. Ăn thôi mọi người. Ăn thôi. Đời ơi. Mình nghi ngờ đó, mình nghi ngờ món này mình làm không ngon quá mọi người.
Nhưng mà phải thử mới biết được coi như thế nào. Cho cho mọi ý tưởng. Mọi ý tưởng. Cho mọi ý tưởng. Good. Phải. Ngon. It's good. Stinky noodles and all. Stinky. Stinky sauce. I done lost my mind, people. Eating this stuff on a regular basis. Cái mắm nêm này ngon nè mọi người. Cái hến đó, vì là hến đông lạnh nên là nó không được tươi ngon như ở Việt Nam. Nhưng mà cái vị á ngon. Khá là thành công rồi. You wanna try the rice? No. No. Người nói ăn là không muốn ăn cơm mà ăn nó cơm. Thích ăn bún hơn. Thường miếng nước mà. Mình thích hút cái nước này. Chồng mình thì ăn không thích hút nước. You can try the noodles. Just a little bit. Thử miếng bún à. Rice better. Mình thấy cơm ngon hơn. Uh-oh. I hear a little bit of sand in some of these clams, huh? Rất tùm lum mọi. There you go. Atta girl. Giòn tan. Cracklins. That's what we call it. Cracklin. Cracklin. Or chicharron. That's what the Mexicans call it. Hispanic people. Cơm hến á phải ăn ở Huế mới lột tỏa được cái độ ngon của nó. Ăn món này lại nhớ ngày xưa đi Huế, hai vợ chồng mình len lỏi ngõ ngách để tìm ra một cái quán cơm hến mà dành cho những người để người dân địa phương đến ăn luôn á, chứ tụi mình không có đi vô những cái khu du lịch. Tại mình biết á, thứ nhất là vừa mắc, thứ hai á, người ta bán cho khách du lịch á, người ta bán không có được ngon bằng là những cái nơi mà cái quán mà người địa phương đến ăn nhiều á thì sẽ ngon. Ngon hơn. Đó là một ngày mưa tầm tã. Tụi mình trên một con xe Honda đi đến cái quán đó mà bây giờ mình không nhớ là cái đường đường đó là đường gì nữa, chỉ biết là nó nằm trong ngõ thôi. Cô đó cô cũng lớn tuổi rồi, bán cơm hến bún hến nổi tiếng nhất cái vùng đó.
hồi đó mình đi á là năm 2016, mà một tô bún hến với cơm hến có 7 đồng, ở bên 7.000 đồng tiền Việt Nam thôi, bây giờ chắc lên 10 đồng, 10.000. Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Mỗi lần nghe ông nói cái câu này mình ấy thấy buồn cười. Không biết sao buồn cười nhưng mà thấy buồn cười. Mắc cười. Definitely different. This mix of stuff is actually good though. Soup. Yeah, I'm good on that. Clam water. Not soup. It's clam water. Dập mùng và táo chấm với cái mắm ruốc này nè, cho xí sa tế rồi một ít đậu phộng đó, mình thích ăn vậy đó. Chà mê. It's done, people. Ngon. Can I have a chicharrón? A little pig skin. Da heo mình mua cái loại này nè. Looks pretty good, huh? Loại người ta đã chiên sẵn cho mình rồi. Mình chỉ việc là mua về và bỏ ra được thôi. Bên này á, người Mỹ mà này, Mexico đó, người ta ăn dây heo chân giòn quá trời luôn. Mexico. Trong cái store á, có đủ thể loại dây heo luôn á. Loại này chỉ là một loại thôi. Có loại người ta tẩm gia vị đầy đủ rồi ớt cay rồi xong rồi tiêu rồi các kiểu, rồi có cả loại có phô mai nữa. Loại này là loại chiên màu bình thường không thôi. Mà ăn cái món bún hến này không thể không thể thiếu được cái món này, cái món da heo rồi. Mm-hmm.
Those are dry. Pigskin is dry. Dry, huh? Mm-hmm. You need to drink some water, babe. How's it the food today? You're good. Very good, babe. Mm-hmm. Rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video ngày hôm nay của hai vợ chồng mình nha. Hẹn gặp lại mọi người ở video ngày mai. Đây là video lần đầu tiên mình làm món này. Và không... Tưởng là không ngon nhưng mà ngon không tưởng luôn mọi người. Bye bye mọi người. Chúc mọi người có một ngày mới xuân lành. Bye bye. See you.